hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta. Hành tinh chúng ta đang sống ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào? Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm ước tính có hơn 13 triệu ca tử vong trên khắp thế giới do các nguyên nhân từ môi trường, các vấn đề đang diễn ra bao gồm. Hơn 90% số người đang hít thở không khí bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch. Tình trạng nóng lên toàn cầu làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm do muỗi một cách rộng hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Sự thay đổi thời tiết, suy thoái đất và khan hiếm nước đang khiến con người phải di cư và ảnh hưởng lên sức khỏe. Sự ô nhiễm và rác thải nhựa được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ đáy đại dương đến những ngọn núi cao và đã xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Các hệ thống sản xuất thực phẩm và đồ uống không lành mạnh đã qua chế biến đang thúc đẩy làn sóng béo phì, gia tăng ung thư và bệnh tim mạch, đồng thời tạo ra 1/3 lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu. Bạn có thể làm gì để bảo vệ hành tinh và sức khỏe của chúng ta? Em nghĩ là em sẽ hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Hiện tại thì nhà tôi đang trồng rất là nhiều cây xanh để có thể bảo vệ môi trường. Tôi đã sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm nước để bảo vệ môi trường. Thì ngay cả bản thân em thì em đã thay đổi trong những cái lối sống trong sinh hoạt của mình. Em hạn chế dùng đồ nhựa hơn. Thì mọi người có thể tham gia những cái hoạt động của câu lạc bộ môi trường. Thì thường là sẽ những cái hội nhóm của môi trường có những cái hoạt động rất là truyền tải được những cái năng lượng hay là những cái cảm hứng về môi trường rất là nhiều. Tôi thường sử dụng bình nước cá nhân mang theo, tái sử dụng các thùng xốp để trồng cây thủy sinh, hoặc là tôi còn hay thu gom pin đã sử dụng để mang tới các trạm thu gom pin để được tái sử dụng. Tôi đã tái sử dụng chai nhựa để trồng tiên đá, là đam mê của tôi để bảo vệ môi trường. Tôi đã thực hiện tắt đèn và giờ cháy đất để hưởng ứng hoạt động vì bảo vệ môi trường. Tôi đã không hút thuốc lá từ rất là lâu. Và cái thứ hai là tôi hạn chế sử dụng trang thiết bị điện tử. Và những thiết bị điện tử nào mà không cần thiết tôi sẽ không mở lên. Và cái cuối cùng đó chính là khi mà di chuyển đến những nơi mà cần thiết thì địa điểm nào mà tôi có thể đi bằng xe đạp được thì tôi sẽ sử dụng phương tiện là xe đạp. Và tôi hạn chế sử dụng xe máy ở những cái trường hợp không cần thiết. Hiện tại mình đã trồng cây và phân loại rác để bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh thế giới đang ngày một gia tăng các dịch bệnh, ô nhiễm môi trường cũng như các bệnh không lây như ung thư, hen suyễn, bệnh tim mạch. Nhân ngày sức khỏe thế giới, hãy thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu để bảo vệ sức khỏe của bạn. Đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay thực hiện vì hành tinh của chúng ta là sức khỏe của chúng ta.